chúng con thân mến, chúng con cùng nhau đến nhà thờ để chứng kiến kết thúc của chúng con cùng chung cùng bố mà một tấm chống linh thánh trước mặt của đặc biệt của một thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang cho tay ba chúng làm những hình dung chung của chúng con và dùng những hình đặc biệt mà làm cho chúng con nên mong muốn và hợp mặt để chúng con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đại diện những thánh tài và thám hiếm chúng con. Bởi vậy chúng con thân cho hỏi ý kiến của chúng con bệnh viện của chúng con. Anh Dung xem đạo hạnh và chị Teresa Pháp thì không mai không đến. Chúng con đến đây để kết hôn với nhau, chúng con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa. Chúng con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Chúng con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái chúng sẽ ra và giáo dục chúng theo một cách tôn trọng và hôn không? Thưa có. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thân thiết, chúng con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ước nguyện của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Chúa sẽ đặt thành các nhân em đê sang các thị thân ba là vợ của anh đã giữ và hứa giữ một lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và trân trọng em mọi ngày suốt đời. Em là tôi nhân anh Giuse là đại anh làm chồng của em và hứa hẹn trung thủy với anh khi tin tưởng với luôn như lúc gian nan, khi mặc khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh hàng ngày suốt cuộc đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu cho ý sự ước nguyện mà chúng con vừa bày tỏ trước cả hội thánh và xin Chúa tuôn phước phúc đặc của ngài xuống trên chúng con, sự nghiệp Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta tôn trọng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà chúng con sắp trao tay nhau để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em tên Cai Thanh Lâm Ba, xin em nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh nhân dân cha mẹ con mình đã chọn. Anh du xe đẹp và đàn anh, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nhân dân cha mẹ con mình. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi công bố anh du xe đẹp và đàn anh và chị Lê Lê Sa Sang thì tháng 2 đã trở thành vợ chồng công giáo và có niềm vui của đôi bạn của hai gia đình công giáo và bà con họ hàng. Tất cả chúng ta cùng vỗ tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin mời các bạn đứng thành một đơn vị.